thịt áp chảo pony sẽ có size lớn và size nhỏ, suýt gấp đôi đấy. Mọi người nhìn cái miếng thịt này. Ủa, đấy là nạc vân hoa trong truyền thuyết đấy. Nạc xen kẽ với các vân mỡ đẹp ghê luôn. Thịt áp chảo pony mình sẽ đem đi áp chảo và để trong nồi chiên không dầu. Mọi người có đang nghe thấy tiếng xèo xèo không? Mỡ nó đang chảy ra đó. Áp chảo như này sẽ làm cho miếng nạc vân hoa được giòn lên, ăn cho nó bắt cơm. Áp chảo cho tới khi nào nhìn cái miếng thịt nó như thế này là được. Thịt trong nồi chiên nó cũng không bị khô, vẫn mọng nước, miếng nào ra miếng nấy. Cả hai cách chế biến miếng thịt đều chín vàng, thơm, dám giòn bên ngoài, mềm mọng bên trong. Cái này bọn trẻ con còn mê chứ nói gì đến bọn mình. Mời mọi người. Mình mong là không thất vọng như spam. Thịt áp chảo pony khá là vừa vặn và rất thơm, ngoài giòn trong mềm mọng, ăn với cơm cũng được mà ăn không cũng ngon, thật sự là ngon hơn spam thật, nó không bị mặn gắt như kiểu spam. Thử miếng thịt bằng nồi chiên không dầu. Nếu để so sánh là thích cái nào hơn thì mình thích cả hai cái như nhau, mỗi cái nó có một cái vị ngon khác nhau, nó còn thơm hơn nữa. Còn quả nồi chiên không dầu thì kiểu cảm giác nó mọng hơn, nó mềm hơn. Nhà ai mà bận rộn hoặc là có trẻ con thì hãy thử thịt áp chảo pony, chế biến khoảng 5 phút là có đồ ăn rồi. Lúc đầu mình nghĩ chiên bằng nồi chiên không dầu nó sẽ bị khô, nhưng mà bây giờ ăn mới thấy là nó không hề khô một tí nào. Mình không biết tại sao, nhưng mà thực sự là nó không khô.